Xin chào cộng đồng Việt YouTuber tự hào sáng tạo. Có thể nhiều bạn đã biết, hiện tại Henry Phan đang có mặt tại Việt Nam. Trong mấy ngày vừa qua ở Sài Gòn, mình không có nhiều thời gian cho nên chỉ sắp xếp gặp gỡ được một số kênh ở trong net BBTV. Tuy nhiên, hiện tại mình đang có mặt tại Hà Nội. Mình sẽ ở Hà Nội khoảng 2 đến 3 tuần và sẽ sắp xếp nhiều thời gian hơn ngoài các kênh ở trong BBTV. Mình sẽ cố gắng gặp các bạn ở bên ngoài để tìm hiểu về tình hình của YouTube Việt Nam hiện tại cũng như là tâm tư nguyện vọng của YouTuber Việt Nam. Và để mở màn cho các buổi giao lưu trong chuyến quay trở lại Việt Nam này, tối nay mình sẽ công chiếu một video cũng khá dài với một chủ đề cũng khá là hấp dẫn, tức là phân tích tại sao cái việc cố gắng ăn đề xuất bằng mọi giá sẽ rất có hại cho kênh YouTube. Để thuận tiện cho các bạn đặt lịch cùng xem công chiếu và giao lưu với Henry Phan, mình sẽ để link của video clip ở bên dưới video này. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTuber chúng ta tự hào sáng tạo.